Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tiếp tục giám sát về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn và xóm, tổ dân phố. Sáng ngày 23 tháng 8, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Thạch, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát tại Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Theo báo cáo, trong giai đoạn năm 2021-2022, tổng kinh phí bố trí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, tổ dân phố là 194,8 tỷ đồng. Đến nay, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn, ở xóm, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh là 9.105 người. Kết quả rà soát số lượng dôi dư sau khi bố trí sắp xếp, thực hiện hỗ trợ 17.397 người, tổng kinh phí là 56,9 tỷ đồng. Số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm còn 1.085 người, số người hoạt động không chuyên trách ở xóm, tổ dân phố và các chức danh có mặt giảm còn 8.020 người. Để triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết số 30 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 2 văn bản, Sở Nội vụ ban hành 1 văn bản hướng dẫn. Việc giải quyết chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sáp nhập và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp sáp nhập xóm, tổ dân phố. Kết quả từ năm 2020 đến năm 2021 đã giải quyết chế độ trợ cấp cho 291 người với tổng số kinh phí hỗ trợ 6,6 tỷ đồng. Năm 2021, số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm và người tham gia trực tiếp công việc của xóm, tổ dân phố được đánh giá xếp loại từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 99,79%. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 33 ý kiến kiến nghị, phản ánh liên quan đến những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, tổ dân phố. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là vấn đề cần phải khẩn trương thực hiện sớm, đề nghị các cơ quan chuyên môn cần tham mưu cụ thể rõ ràng, đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập tổ soạn thảo nghị quyết để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra về sửa nghị quyết, sớm có điều chỉnh tăng phụ cấp chức danh phù hợp tình hình thực tế, thực hiện kiêm nhiệm các chức danh phải làm tốt ở địa phương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nghị định 34 của Chính phủ và nghị quyết 30 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tài chính cần sớm sửa đổi, điều chỉnh nghị quyết 30 theo mức phù hợp của từng chức danh. Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương cân đối nguồn kinh phí để đảm bảo chi đối với bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở xóm, tổ dân phố, chủ động tham mưu công tác chi và tính toán cân đối phụ cấp cho các chức danh đảm bảo hợp lý với nguồn lực của địa phương. Huyện ủy các huyện Thạch An, Bảo Lạc đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị, các đại biểu hai huyện đã được học tập và quán triệt nghị quyết số 18, nghị quyết số 19, nghị quyết số 20 và nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Hướng dẫn số 42 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cao Bằng về xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021-2025. Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 13. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, qua đó sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Bộ Y tế cho biết sáng ngày 23 tháng 8 có 2.179 ca COVID-19, tăng thêm 600 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có hơn 8.200 bệnh nhân ra viện và một trường hợp tại Quảng Ninh tử vong. Đây là ngày thứ ba liên tiếp có bệnh nhân COVID-19 tử vong.
số mắc COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại, bệnh nhân nặng cũng có dấu hiệu tăng. Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur theo dõi chặt chẽ nhóm bệnh nhân nặng, tử vong, lấy mẫu xét nghiệm giải trình tự gen theo dõi biến thể mới. Trong nước ghi nhận sự xuất hiện các biến thể phụ mới của biến thể Omicron BA.4, BA.5, BA.2.74, BA.2.12.1 với khả năng lây nhanh. Thời gian gần đây, cả nước ghi nhận trung bình hơn 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Tổng số ca COVID-19 ghi nhận ở nước ta 7 ngày qua khoảng 16.000 ca. Bộ Y tế và các địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền nâng cao kiến thức người dân hướng đến thay đổi hành vi cá nhân có lợi cho sức khỏe để phòng chống dịch bệnh và tiêm vaccine, lợi ích hiệu quả của vaccine COVID-19 nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tiếp tục chỉ đạo đôn đốc hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch, kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ địa phương trong phòng chống dịch COVID-19. Tiếp theo sau đây sẽ là tin tức trong nước quốc tế. Chiều qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Lào Favisibulifa dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào. Tin tưởng Bộ Tư pháp hai nước sẽ tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác pháp luật, tư pháp và hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 5, đóng góp vào thành công của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2022. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi công tác hoàn thiện thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược theo đúng tinh thần văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12-13. Trong thời gian tới, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ, Thủ tướng đề nghị hai nước đoàn kết thống nhất hơn nữa để vượt qua khó khăn thách thức, tích cực phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đặc biệt có 102 giữa hai nước Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa. Góp phần giúp mỗi nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, trong đó có việc khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư sang mỗi bên. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch số 81 và triển khai chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng, xây dựng các cơ chế quy định để phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để bị chi phối bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ hoặc nghiêng về tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước mà thiếu sự đồng hành với người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục đề cao trách nhiệm của các cơ quan, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật nói chung và triển khai kết luận số 19, kế hoạch số 81. Đánh giá cao sự phối hợp đồng hành giữa các cơ quan của Quốc hội với các cơ quan trình rất chặt chẽ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chức trách nhiệm vụ của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra vẫn rành mạch, quan điểm vẫn giữ vững, nhưng các cơ quan cộng đồng trách nhiệm với nhau, cùng nhau thảo luận xem xét kỹ lưỡng đến cùng. Lãnh đạo chính phủ, các bộ trưởng hết sức tích cực, dành nhiều thời gian hơn cho công tác xây dựng pháp luật. Chỉ sau 7 tháng, tổng số thu từ thuế thu nhập cá nhân đã gần cán đích dự toán cả năm, với số thu đạt hơn 106.000 tỷ đồng. Số thu thuế thu nhập cá nhân đã hoàn thành 90,1% dự toán năm 2022. Theo báo cáo thu ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách đã đạt hơn 1.000 triệu tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021 và hoàn thành 77,5% dự toán năm. Năm 2020 và năm 2021, dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng số thu từ thuế
thu nhập cá nhân vẫn tăng so với các năm trước, đạt hơn 110.000 tỷ đồng. Đặc biệt, mức tăng này vẫn có được ngay cả khi từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, mức giảm trừ gia cảnh cũng đã được Quốc hội đồng ý tăng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng một tháng. Với kết quả thu thuế thu nhập cá nhân 7 tháng năm 2022 như kể trên, số thu thuế thu nhập cá nhân năm 2022 dự kiến sẽ phá kỷ lục các năm trước. Sau đại dịch COVID-19, giá cả tiêu dùng tăng cao. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng chính sách thuế thu nhập cá nhân trở nên lỗi thời và đang trở thành gánh nặng với người dân. Hiện nay, nhiều ý kiến tiếp tục đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu nâng mức giảm trừ gia cảnh và mức giảm trừ với người phụ thuộc lên cho phù hợp với diễn biến giá cả leo thang từ 1 đến 2 năm nay. Hội đồng giáo sư nhà nước công bố danh sách các ứng viên được Hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Danh sách năm nay có 447 ứng viên, năm 2020 542 ứng viên và năm 2021 451 ứng viên được đề nghị xét công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư, 51 ứng viên giáo sư và 396 ứng viên phó giáo sư. Số ứng viên này được đề nghị từ tại 26 ngành, liên ngành, nhiều hơn năm trước một ngành. Đây là năm thứ ba liên tiếp số ứng viên giáo sư nhiều nhất ngành y học, 8, vật lý và kinh tế, cùng có 6 ứng viên. Ứng viên phó giáo sư nhiều nhất ngành kinh tế, 53, và hóa học công nghệ thực phẩm, 47. Sau quá trình đánh giá và xét duyệt, các hội đồng giáo sư cơ sở chuyển hồ sơ của 494 ứng viên, Hội đồng giáo sư các ngành, liên ngành xem xét loại 79 ứng viên chưa đạt tiêu chuẩn và đề nghị Hội đồng giáo sư nhà nước xét 415 ứng viên đạt chuẩn chức giáo sư, phó giáo sư, 44 ứng viên giáo sư và 372 ứng viên phó giáo sư. Hội đồng giáo sư nhà nước quyết định công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư cho 405 ứng viên, 42 giáo sư và 363 phó giáo sư. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức thêm loại hình điểm tiêm chủng lưu động cho trẻ em. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức tháng cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện cho các trẻ trong độ tuổi này vì nhiều lý do chưa tiêm được, mắc bệnh cấp tính, hoãn tiêm do mắc COVID-19. Từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, thành phố sẽ tổ chức thêm loại hình tiêm chủng lưu động. Đội tiêm các điểm tiêm chủng lưu động này sẽ do Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng thành phố phụ trách. Nhà trường sẽ khảo sát nhu cầu của phụ huynh những trẻ đến nay chưa được tiêm và hẹn lịch đưa trẻ đến tiêm tại điểm tiêm lưu động. Dự kiến điểm tiêm lưu động sẽ di chuyển đến nhiều trường tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức để tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi. Công tác an toàn tiêm chủng đối với điểm tiêm lưu động vẫn sẽ được đảm bảo như các điểm tiêm cố định. Chuyển sang tin quốc tế, ngày 22 tháng 8, các cơ quan y tế Anh cho biết nước này đang cố gắng tận dụng tối đa nguồn dự trữ vaccine đậu mùa khỉ bằng cách thử nghiệm tiêm một liều lượng nhỏ cho mỗi người để bù đắp việc thiếu hụt nguồn cung cấp vaccine. Ba địa điểm của Cơ quan Y tế Quốc gia Anh được thiết lập để bắt đầu thử nghiệm thí điểm phân liều vaccine. Một lọ vaccine được sử dụng để tiêm tới 5 liều riêng biệt thay vì một liều duy nhất. Cùng ngày, Bộ Y tế Tây Ban Nha tuyên bố đã thông qua một chiến lược tiêm phòng vaccine bệnh đậu mùa khỉ mới, cho phép nhiều người hơn nữa được tiêm chủng với liều lượng nhỏ hơn trong bối cảnh nguồn cung vaccine khan hiếm. Bộ này cho biết mỗi liều vaccine Imvanex của Bavarian Nordic, vaccine đậu mùa khỉ duy nhất hiện có, sẽ được chia thành 5 liều, ngoại trừ phụ nữ mang thai và những người bị suy giảm miễn dịch. Với chiến lược mới này, Tây Ban Nha nối bước chiến lược của Anh sau quyết định vào tuần trước của Cơ quan Dược phẩm châu Âu cho phép tiết kiệm liều tiêm chủng. Trong ngày 22 tháng 8, Tây Ban Nha đã nhận thêm 5.000 liều vaccine, nâng tổng số nhận được lên hơn 17.000 liều. Tây Ban Nha là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi căn bệnh này, ghi nhận hơn 6.119 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ kể từ tháng 5. Bản tin 16 giờ chiều nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.